tê và tọt nè rứa co cao ca lì cả vì khổ sông bay từ bên sa mạc sam cốt và ông mình ai ri riêng nâng bờ ba nâng cả biển biển được bao vì khổ tê và tọt nâng bàn trâu tùm mưa thắm mỏ tùm mưa thắm mỏ tùm lệ vì lời công phu nâng cái chữ cô đang bay biển biển và ông chuôi bàn trâm tê tha ao thắm mỏ nâng trâu và ba tê là bao vì ông mình tay tơ mà có ăn mình ao trâu tê tê và tốt mày trung sạp liên tục không ai ở trên này rồi liềm chân có ăn rất là bác rê xa má xa một cốt thơ còn đang mình ai trâu có ăn nè tại có ăn su tự tua su tự tua nợ đông thơ trâu và bạc mê chướng và có ăn bằng tích nè đầm bầy ấy thà đầm bầy ở tê và tốt nó ở chết thật bàn trâu một tích đây vô ác bàn trâu sắc tê và tốt nông tê nâng bà chị bay trông sạp thật được nông ạ với chơi nở rộ liêm đềm đòn chân mê ta và bà ấn chui bàn còn nâng còn tay mình ai chàm khuất nữ ổng tư cam bàn đề bàn này là tê và tốt nông tê nâng on chiên sạp đầm rây rồi tiệt đầm rây nà la chả đi bà ấn sai tới đăng đăng bà ấn miên bật tê cả rộ nà bà ấn miên bật tê à nục rộ rộp án của tôn trường cung cả phai bằng cung vợ ông nà là kỳ rí tiện tay tê và tốt mình ai từ tùa giọt bán mù là hết cứ tê và tốt nâng mình mê đồ bạc đi sai mê ta nằm chết chỉ mùi nâng bạc và đồng bồ đi sát cả đôi chỉ mùi nâng bạc xa mà xàm cột thọp tròn cam pi và đi du nà hơi là hơi xong bây ta tất vật tây mê ta rồi bác rê xa mà xàm cốt sai tâu nâng có mình ai cho tôi dọc bàn bài nếu khá nông chỉ vật thì bác dưỡng còn chẳng đá miền này khá dưỡng khâm cổ rục rọc an sai mê ta chất tơ ấy tơ có vần tái bạn nâng ọt ai cho tôi dọc bàn được cả rọc an nè, bà hãy tự chỉ sọc dương càng được khăn tơ nâng có dương trời chơi riết đấy thà xong bây dương mình bàn tự biết biên to bây giờ đó cho hai đấy bàn gì kia chơi thật khăn dương chơi thật dịch mạng dương chơi thật sọc dương mua là hết với miền cam pi về đi miền cam pi về đi bàn chịp sai mê ta chật tư nâng cứ tham mình ai tự tùa do bàn dàng biết đôi cầm lăng này mê ta chật nâng từng sao nữa là ấy rưu bên hà miền cầm lăng khăn hai phần tay bộ côn nốt mình ai tự tùa do bàn là sai bộ côn nốt mình bàn chụp ra mê ta nâng nông luôn rưu có mình miền đồ bà đi sai rưu bên hà miền pi chỉ mùi dường xong bây dưỡng miền mê ta chết khăn bà nà có đời bởi cho nên dương mình trời xin ngồi thế thà nhóm không trân chùm ra mê ta đây rồi dục ngày nâng cứ thả tay anh để sốt thô xài mê ta chết bằng ao chết bởi ca sốt thô nốt nốt miền mê ta chết tới cho hẹt ấy nhóm nâng nâu để miền kỳ điệt biên tràn ấy tràn thả ní đưa chỉ riêng là bọn hạ có sao là cam đồ miên cầm lăng miên này không có hạ có sao là cam nâng thì kết mơ tập đó phục vô tập bọn bệnh thê ra bệnh mà hà mô cần liên đó thì xong bây lúc chỉ bệnh là hắn thực khoa ấy mê ta chết có bần tay chào nâng nơi thể biệt biến là sẽ ai hạ có sao rồi bọn lộn nâng khẳng khá nông về nâng bài xa để chiết môn môn nó lộ ẩn miền mê ta cả ẩn miền mê ta nâng chui ẩn tốn chui ẩn bán rồi phòng chiết nâng tới lục tới chào pra mê rồi nè vì xin lạp lục tờ nâng đào tốt vì môn nó thế lại bạch chụp bom nấy ẩn miền tùm nẹ tùm nông ấy chì mùi ạc hoặc sao chì mùi chào nâng thả có thể ra mình bán sai mê ta chết chì mùi đừng chào đưa bây giờ mấy thả ẩn thế bây giờ hắn mình khóa bài mê ta thế nè bồ mê ta na phần tế cho hai ấy thả đại xá cam chắc chân nông chịu vật trăm ngay đã bỏ dưỡng còn chẳng để nông từ khóa có dưỡng miền ca rộp an dù bố sát tu tơ có phần tế sát tu tơ mình ai cho tôi dọc ba đại xá tại cam ạ có sao rồi bỏ dưỡng bị chuyện môn môn mở tràn chân dưỡng từ miền nơi cam mà sát ta bằng giá như cường lược mô bị chào ná cầm ao dưỡng ổn tôi chết cơ đôi chí tùm lệ cháu nữ mê ta cả mặt hàn đồ bọc dương đồ bế dương được nóng cả nạ nà của đạo chớ
ជាត្រូវតែចម្រើនមេត្តាសំបីបុគ្គលនោះកំពុងតែបៀតបៀនយើងក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយក៏យើងនឹងត្រូវប្រារព្ធណាត្រូវរាប់អានដោយមិនមានបរិខៈមិនមានជាបាទៅនឹងបុគ្គលនោះជាការសិក្សាឬយឺតទេមេត្តានឹងនិយាយស្រួលទេប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តនឹងការបដិបត្តិនឹងការលើកចិត្តឲ្យចូលដល់មេត្តានឹងវាមិនងាយទេ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារៀនសន្សំទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏សើណាស់នៅអានិសង្សរបស់មេត្តាចិត្តនឹងគឺមានច្រើនយ៉ាងទៀតណាសម្ដែងបានប្រមាណហើយបើញាតិញោមប្រមួយទេ1គឺសុខខាងសុខតេដូចជាសុខទី2សុខខាងបដិពុជតេក្រោកឡើងក៏ជាសុខទី3អ្នកបាបកម្មសុខនាងបស្សតេមិនយល់សពអក្រក់ ទី4មនុស្សានាងពយាហោតេជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សទី5អមនុស្សានាងពយាហោតេជាទីស្រឡាញ់នៃអមនុស្សទី6ទេវតារខន្តេណាទី7មេសអគិវាវិសង្វាសត្វខាងវាកមតេណាអ្នកដែលមានមេត្តាចិត្តនឹងគឺថាមិនស្លាប់ដោយសត្រាវុធនឹង1 ភ្លើងនឹង2ក្នុង2នឹង3ណាគឺមិនស្លាប់ដោយគ្រឿងអាវុធណាអាវុធជាតិខ្ទុះក្តីបបិតកខៅគេសម្លាប់វាអាកក្តីអត់ទេអ្នកមានមេត្តាចិត្តហ្នឹងក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវស្លាប់ដោយគេបៀតបៀនដោយកំបិតពុតខៅញួរអណាអីទេណា ហើយក៏មិនត្រូវស្លាប់ដោយភ្លើងឆេះដែរអ្នកខ្លះមានស្លាប់ដោយភ្លើងឆេះដោយជាភ្លើងឆេះផ្ទះរត់មិនតាន់ឬក៏ដើរចូលភ្លើងឬក៏រលាកភ្លើងរលាកទឹកក្តៅអីចឹងទៅក៏ស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយសោកបរិស័យនៃការដែលមិនមានមេត្តាប៉ុន្តែអ្នកមានមេត្តាហ្នឹងគឺមានអានិសង្សគឺមិនវិនាសមិនស្លាប់ដោយសារថ្នាំពឹសថ្នាំពុលណា ភ្លើងសត្រាវុធនឹងទេទៅស្លាប់ដោយសម្រួលចឹងទៅហ្នឹងចំពោះអ្នកមានមេត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងញាតិញោមអាចដឹងមុនទេថាទីផុតយើងនឹងត្រូវស្លាប់ដោយអីដោយរោគឬក៏ស្លាប់ដោយថ្នាំពឹស ប្រតិកម្មថ្នាំឬក៏ស្លាប់ដោយប្រការណាទៀតយើងមិនអាចដឹងមុនទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការចម្រើនមេត្តានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមថាតទៅយើងមិនជួបប្រទះមិនជួបប្រសពជាមួយនឹងរឿងអាក្រក់អាក្រក់នឹងទេណានឹងអ្នកដែលមានមេត្តាចិត្តនឹងទេមិនចូលទៅដល់ការវិនាសប្រុកភ្លើងឆេះឬក៏ទឹកលិច ចោលលួចចោលប្លន់អ្នកសម្លាប់អីនោះទេអត់ទេណានឹងអ្នកមានមេត្តាចិត្តនឹងការដែលមានមេត្តាចិត្តទៅបានវាអាស្រ័យការកំចាត់បងនៅទោសៈនឹងហើយទេណាកំចាត់បងនៅទោសៈរឿយៗនឹងឬក៏ការមានសតិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់កណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយកំណត់ដោយវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន ពេលដែលទោសៈចិត្តកើតឡើងរងាប់ដោយវិបស្សនាឃើញត្រឹមតែជាជាតិចឹងទៅវិបស្សនាហ្នឹងក៏ជាឧបការៈដល់មេត្តាវិញដែរកាលណាបើយើងដកនៅសេចក្តីប្រកាន់ចំពោះសត្វទាំងឡាយទាំងពួងហើយហ្នឹងក៏យើងក៏បានមានចិត្តមេត្តាចំពោះសពសត្វទាំងអស់ដោយមិនប្រកួតប្រកាន់ប៉ុណ្ណឹងប្រជែង ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីជាមួយនឹងអ្នកណាទាំងអស់នឹងគឺជាទឹកចិត្តមេត្តាទីផុតបុគ្គលនោះត្រូវជួបនៅអានិសង្សណាត្រូវជួបនៅអានិសង្សគឺជាផលដែលហូរចេញអំពីមេត្តាហ្នឹងគឺរមែងមិនជួបប្រសពជាមួយនឹងភ្លើងឆេះថ្នាំពឹសថ្នាំពុលនិងគ្រឿងសត្រាវុធមានអ្នកណាចង់ជួបមានអ្នកណាចង់ស្លាប់ឯសារអញ្ចឹង មានអ្នកខ្លះនោះថាចង់ស្លាប់ដោយសារគេអាកតេគេកាប់គេវាយឬក៏ត្រូវក្រកកំភ្លើងអីទេប៉ុន្តែស្លាប់តែនឹងខ្លាចទៅខ្លាចទៅទីបំផុតអ្នកនឹងស្លាប់ដោយសារគេបាញ់សម្លាប់គេកាប់គេវាយ
khi đất xài chẳng ạ nè sập cột tầng o tiền nâng đời xa tại miền bụi mê ta ở miền bụi mê ta thì tầy chẳng nế cư chi a à, nì sáng này mê ta chết rô ca tì phẩm bờ tìm bờ chẳng ạ tìm bờ tì phẩm bấy mục khả văn nào vật bạc xây tệ tệ mục khả văn nào vật bạc xây tệ tệ nâng miền miền tật mục nâng phlư thả tật mục nâng phlư thả sát bóng nhìn vô mơ mơ mục nhóm sát ấy sát ọc khôn ọc khôn nè thả sát sát đại sát ấy ạ nhìn vô ông sát đại sát ấy sa đại sa này nhiệt nhôm khơi nữa mà chẳng nếu hay sa đại sa miền mộc chẳng hết nữa nè miền mộc chẳng nên để mộc nhôm mê mộc nhiệt nhôm của sa đại nằm bên nằm sa đây quay thứ bật và nhiệt nhôm chặt chặt miền bài chiều chiều như cả đau vận tải tên là miền mê ta chặt châu từ nắng á tiền vì thôi tập mục lư tha tôi dương việc đọ từ tàu sạc chèn từ nó đọ tàu sạc cường khắp đau đại chỉ thôi thôi ơi mục cái nhớ tục bộ hoàn nào miền bò sầm bò lạc cọ nắng tàu sạc nắng bàn đọ chèn từ nếu sao tại mê ta tại là miền mê ta với tờ chía mục hạ và nào vật tạng xây tệ tệ miền tật mục nâng lư thà lư thà nâng tì ní mến phẩm đau đó mục nâng vừa so chơi là họ ấy cứ chẳng vậy thà tật mục nâng vừa ọt và có cả đói tù sát cứ sự đầy cao mến phẩm đau đó sắp bài mục so ấy nâ vừa thà phẩm đau đó sắp bài mục so và bàn bán nâng cho khuya khá mục khá màu thì mà mê ta mạch bàn so cá vừa khá màu là hồ chậm ạc miền dây đừng khám ai xói ra chăng vậy thà mộc nâng cư mộc đáy tra sẽ chát thì đầy cao nhìn như ông sọc ngay đâu nâu chỉ mùi nâng mộc ấy đâu ngay nâng chỉ mùi nâng mộc dễ đưa coi chỉ mùi nâng mộc tê vật đà mộc lư thà nông chỉ vết bỏ dưỡng trường cao thì bớt đo thay trắng nâng khuôn nó mộc dễ là hột mộc ạc rõ là hột mộc ạc rõ đây có ạc rõ thì chia có ạc rõ nè chỉ một quả cọ đa quả cọ bởi sao ở miền mê ta khốn khẩn lứ khẩn đằng khấn khẩn đằng rốt khẩn đằng thao thở vẽ khẩn một phơi thoa thế chẳng nhiệt nhộn mà cả nạt co từ lớn nó phơi thoa thế ở thế là miền phơi ấy thế nè bởi kỳ tha xa rồi đằng xa bởi xa ru với viên mình xa bởi xa mê ta ấy nè chấm mục hạ văn nào vật tạ xây tật tệ chị A này xong này mê ta và ca ti tầm bay ní xong khăn á nẹ miền mê ta nâng cứ ách ba nơi sẽ đầy sọc nơi khăn ông ba chịu bọn nâng miền tức mục lư thla là ô chẳng ai bàn chìa vật phê đập bọc vật sẽ mà xàm bốt á nhật nhôm khơi vật phê đập bọc vật ông cứ lư thla nà nhật nhôm cái nè lư thla sôm bay tại vi sạc co vi chết tạc co phơ nơi bồ tát bà đề ma nắng co treo ca miên tập hẹ lư thla đời bà ông ăn miên cùng nông chỉ mui nông đẹp na tầm o chân tay tập hẹ là bà ông lư thla na nắng chia xì mong chia mo chia chơi ấy phong nè ấy chơi từng rắm tập hẹ tất cả bà ông là o bình nà hãy dừng thả một mình nuôi dương một đại nhận na để mình khăn mình cào nâng một lư thà là ó mơ tử cô chỉ đi tịch bơ rồi mờ mờ ấy chứ từng rồi mình một tê và đà này kia mình sơ miên gì đây cào nâng tê và đà mình sơ miên cào để mình nuôi miên na mình đại miên tịch tuổi ấy chứ từng rồi mình một prôm rồi thiệt nó nè prôm à để prôm nâng mà chia rồi bắt prôm tăng tịt cao rồi hốt đã sạp từ vĩnh ọt đại miên tô sạc từ mũi khẩn nát của ọt nó ta tất mục rồi bắt prôm nâng lọ bần nà lọ khăn á cô chỉ đi tích tơ rồi mờ mơ
chẳng nhiệt nhôm thằng on và chẳng ở miền mộc lõ miền mộc sát cả na con cha pra mê ta chia phần lật tập phao rồi bọc ra nè mê ta nâng mình men chia phần lật tập phao rồi bọc thay rồi bọc cổ rây ấy đế mê ta nấy chia phần lật tập phao rồi bọc ra sa ma sàn phốt mê nấy nhiệt nhôm nè chỉ ca xung đánh lớn chỉ ca vui ở ca lớn nhưng con cha pra cho tập phao rồi bọc ra sa ma sàn phốt cứ mê ta rất mà đoàn tử bất quần trang vô liếp bắt đầu từ khóc ấy tê mình khóc năm quỳ này ấy tê ngày trón là nghi dục mà bàn cốp đằng hàm trên châu lắm cứ xâm ra mê ta rơi rơi nè, mình bật cam đằng là đa đằng ó trông chết những tí khăn tay khô sao lại chặt khô ở tiết mê ta nó nghiêng cầm lăng khăn tơ một bà cả na chi mà cha và phe là bà con cha nắng cứ tha cam tại sao còn pro mền cam tại miền môn sài nữa cam tại sao còn pro mở tới miền côn là thua tại mà đong nè chị an thì xong thêm chị an thì xong bật để học trên những tí chết pro mốc là bao dương đi bọc cát báo ấy chết chất ta chở rù thế nên ớt men chỉ ca bằng có bình chia rồi bó sạp bọc cơ ra thế tại nơi chỉ chật chật nó nhàng rù chẳng người nè nhàng rù chẳng chật lõ nhàng tật mục nó có lõ chật ạc rõ nhàng tật mục nó có ạc rõ rõ tam lần một mục bao nhiêu người ai xâm rạch tự tam chết nó ụt tổ ụt tổ chỉ là một hàm kề nạc quá chật dương mình khăn mình cao nâng mệt ná bánh tay với chư cơ bao tế bánh ấy đừng sọ bánh tay với vơ mục bể cứ chọn cổ ụt nó mục sọ mày cá nó phải xa ụt tổ chung ngư đô kì ấy ấy chân tơ bánh tay chọn dây ạ tế đó miền chư ấy xa mục bình nhờ đá đời xa ấy tô sạc nó sẽ chặt bằng người tô sát miền mê tá tư chia mục hạt hoàn máu vật bác xây tệ tệ nè nâng nhẹ chùm ra mê tá nâng tay ban an đi sòng nâng bác cá tí làm bầy tí bằng bốn tổ huyện tổ huyện bằng chật tăng sở mà thi dật tệ nè tổ hoạt bán chật tăng sở mà thi dật tệ nâng mẹ này miên mê ta nâng ba chùm ra sở mà thi ai miên chật ngọc luôn rồi ha ha tiền và cả tì còn buồn nâng nâng ba chùm ra sở mà thi vấn cứ thả chạp châu tật áo áp cha ra áp cha ra sở mà thi nâng áp bà na sở mà thi nghe tô chật nâng vừa ọt miên tới chùm vệ chùm tân khăn krao áp on chùm mua nâng là rom ấy ấy đồng o hai con miền để chọc chùm pe ấy đây mà ai đi kia ấy nâng ngã na để miền để mê ta là hai tập chặt mê ta nâng cả là bậc cô luôn chùm là mê ta cả là lơ chặt chồi được nông bạc cam mặt hàn miền sa mặt hạ cam mặt hàn là rắm là bao cam mặt hàn đang sai sập nâng như lơ chặt chồi tập đó ôp chà ra sma thi cái đầu chỉ áp bàn sma thi dàn luôn đó hả tổ vật đàng chặt tăng sma thi giật tệ nè chặt nhì ngọc nè nhiệt nhóm của triền chân tới thả nông thần đạt la đại dương miền mười mười tá nông thần đạt đấng chặt dương nhì ngọc đó áp vừa được vi tê nè áp vừa được vi tê đại sáng miền mười tá chân ấy bàn chỉ thả dương thần na mòn na phơi đầm na đây ấy đây nâng cứ thả đây chỉ mà mười tá ở đùi đây nè cô bể dạ bọt chẳng buồn nâng bài đọc lực hơi nực khăn ông mê ta bà mẹ về hìa là thô nâng chùm ra mê ta tớ nói mình nên chỉ ca tuần tinh mê ta thế còn tái chỉ ca bằng ao chật tớ nói ca rộp an chùm bố sọc sạp tầm ọ ca tị đọc xà mù là khó ca lăng đà rào tệ chật sạp nâng mênh vùng quên mênh vùng quên thì nhẹ đã ọt mê ta thị trán chật sạp vùng quên chùm bà mơ vùng quên nhật yêu vùng quên đòi
ផ្លេចផ្្លៀងផ្លេចចង្កូនចិញ្ចើវផ្ទះសំបែងអីអីទាំងអស់ហូតដល់គេដាក់លើគ្រែគេដាក់លើអីសោះហ្នឹងទៅចោតកូនថាម៉េចក៏យកអញហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងព្រៃម៉េចក៏យកអញហ្នឹងមកដាក់លើបន្លាអីអីចឹងទៅមានលយាយលោកតាខ្លះតែគាត់ឈឺហើយគាត់អាយុច្រើនហើយគាត់ ចិត្តស្លាប់ហ្នឹងណាគាត់ស្ដីឲ្យកូនហ្នឹងកូនដាក់លើកន្ទេលពូខ្នើយអីល្អសោះប៉ុន្តែវាចោលថាម៉េចក៏យកអើហ្នឹងមកដាក់ក្នុងព្រៃអញ្ចឹងមកដាក់ក្នុងវិលាក្នុងទឹកក្នុងភពក្នុងជ្រោមអញ្ចឹងគាត់វង្វេងឃើញមុខកូនហ្នឹងវាទៅជាឃើញបងឃើញប្អូនបាត់ទៅគាត់អស់ទៅដោយសារតែអត់មានឧបនិស្ស័យនៃមេត្តាហ្នឹងជួយទៅឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងទៅក៏គាត់វង្វេងទៅ ប៉ុន្តែដោយអានិសង្សរបស់មេត្តាទៀតណាអសមូលហោកាលង្ការោតិនឹងគឺថាចិត្តស្លាប់មិនវង្វេងទេជួយញាតិញោមទាំងអស់ធ្វើទានរក្សាសិលសម្រាប់អប់រំចិត្តឲ្យប្រកាសផ្សេងៗក៏បានហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅក្នុងការចម្រើននៅមេត្តាភាវនានេះទៀតណាព្រោះជួយជំនួយសម្បើមណាស់ដល់ដំណើរទៅកាន់បរលោកដំណើរទៅកាន់បរលោក វាជាប់តកតងជាមួយនឹងការទៀតស្លាប់នេះបើពេលទៀតស្លាប់នឹងវាវង្វេងវង្វាន់ហើយដំណើរទៅកាន់បរលោកក៏មិនងាយនឹងបានសម្រេចនៅសុគតិសម្បត្តិដែរណាអត់ងាយទេព្រោះវាវង្វេងហើយមកប៉ុន្តែបើសិនជាមានមេត្តានឹងជាឧបការៈមិនវង្វេងគឺមេត្តានឹងដើរតួមានអានិសង្សគឺអសមូលហោកាលង្ការោតិមិនវង្វេងវាបើកឱកាស ដល់ទៅសាលទៅទីទៅទីទៀតចូលមកឧបត្ថម្ភដូចជាបាននៅកតិនិមិត្តល្អល្អណាបាននៅសុគតិនិមិត្តអីចឹងទៅដោយសារមេត្តាហ្នឹងណាមេត្តាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងកាទីដប់មួយឧត្តរំអបដេវិឆ្វន្តោព្រហ្មលោកោបកោហោទេ បានបុគ្គលនោះមិនទាន់បានដល់អ្នកផលព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានអីទេគឺថាបុគ្គលនោះអាចបដិសន្ធិទៅនៅក្នុងឋានព្រហ្មនេះគឺចង់សំដែងទៅដល់មេត្តាដែលមានកម្រិតដល់ថ្នាក់ទៅជាមេត្តាព្រហ្មវិហារធម៌ជាមេត្តាឈានជាមេត្តាចេតាវិមុតតិណាមេត្តាចេតាវិមុតនឹងគឺថាបុគ្គលអ្នកបានឈានដល់អាស្រ័យមេត្តាកម្មដ្ឋានហ្នឹងណាគឺអាចបដិសន្ធិ ក្នុងឋានព្រហ្មមានព្រហ្មបរិសិជាព្រហ្មបរោហិតាមហាព្រហ្មាបរតាភីអបមានាភីអផស្សរាសុភៈចិនហាវេហបាលាអសញ្ញៃអីអីទាំងអស់ហ្នឹងពីរឿងព្រហ្មហ្នឹងមានច្រើនឈ្មោះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគឺថាដោយអានិសង្សរបស់មេត្តាទៀត เมตตาเมตตากามฐานนั้นบานบาตัวจํานวยเตจํานวยเอาទៅปฏิสัมภิในក្នុងฐานพรหมมีอายุเวงไกลแลงฐานพรหมนั้นมีสิริศักดิ์จรานจึงเทวดาตะเตียดให้พรหมนั้นเริงรึกแต่สมบูรณ์พระอริยบุคคลกันแต่จรัน ญาติโยมสดับให้กะได้พระองค์สมแดงพอมัจฉะเตียนพรหม បានសម្រេចដល់18កោតព្រំហើយនឹងទេវតាតែព្រំច្រើនជាងទេព្រំទេវតាហ្នឹងបានសម្រេចនៅធោះ18កោតបានន័យថាព្រំឥឡូវនេះនៅឋានព្រំឋានព្រំហ្នឹងគឺសម្បូរព្រះអរិយបុគ្គលអ្នកដែលទៅបងលះបងនៅអាសវៈកិលេសហ្នឹងច្រើនជាងច្រើនជាងដែរណាច្រើនជាងនៅឋានមនុស្សឆ្ងាយណាស់ ប៉ុន្តែមិនអាចទៅប្រៀបជាមួយទេវតាថាមួយណាច្រើនជាងមិនដឹងទេប៉ុន្តែដឹងថាឋានព្រំនឹងច្រើនដោយសារតែឋានព្រំមានព្រះអរិយបុគ្គលតាំងពីសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីព្រំខ្លះតាំងពីសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីមកលោកមិនទាន់ប្រេតនិព្វានណាព្រំអាយុវែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីរកអំពីធម៌កម្មនេះទៅ96ផែនដីមុន ហើយព្រមនឹងមានអាយុតាំងពីនឹងមករហូតដល់ឥឡូវនឹងមិនតាន់ទៅណានៅតែជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងឃើញទេដូច្នេះឋានព្រមនឹងគឺថាអាចថាសម្បូរព្រះអរិយបុគ្គលច្រើនជាងទេវតាក៏បានព្រោះលោកអាយុវែងលោកមិនតាន់ព្រះនិព្វានណា
mình còn về là tiền này tê và đá ao thật chiên đó mẹ na kia mình bộc cối ai tất cả đang than trôm đang tiệt à này chẳng tới nhiệt nhiều miền miền chật mùi nấu ôi chẳng tất cả chỉ trôm đẻ nó chẳng từ đẻ đẻ mình chỉ được đặt tiền đâu cái này nè vừa bộc quạt từ ruột thằng khai ở đâu cái này nè khi từ tu được luôn ai ni bàn tất cả trôm ô bộc bạc từ chiên làm lấy tiền bộc bạc từ chiên bật tê tây được tây thông thông lâu bị phục lâu từ tiền làm lấy như nè tàu mà cần nô nè tàu đò nâng yum mà cần cô mẹ nó nhịp nhổm đò làm lấy đò Australia đò Canada đò Brazil đò nâng ai đò nâng lịch ấy của miền đò yum của khu của kia bình nâng cả tổng sọc chết đòi nấc sọc mẹ bình ấy ấy chân tơ nẹ tai nẹ tất cả trộm nâng ở đây đòi hai từ quạt sọc nè nếu khăn ông tây tệ thô rưu gồm nếu khăn ông ca đây bệnh miền nữ mi và mẹ thô nâng vì thế nếu khăn ông cầm nát trộm nâng kìa miền sẽ đầy sọc chan và ca nâng đây cả là ngọn tì mê tà chiên chết ba âm bất bò đi sạp dương mê đồ bà đi sai tiền và khăn ông chiên ni mình ai miền này sai nếu khăn ông mê ta chiên tế tận tái có tới chiên mê ta này sai rơi rơi khăn ông chịu bật bỏ dường thôi bắt bà mê ta nâng mình miền của mặt đất đó mà tới chi ô bà cha ra chiên tới chi apana thì cho tới đó chiên mà ba tây nếu khăn ông chiên là mình ai mê ta tận tái có chịu bà này sai xong tới bây bà nó bà này sai nếu khăn ông mê ta nâng mình giang tiếp với tha chỉ thô xâm rạp ở đâu hai miền sẽ đầy sọc nông chỉ vật ở riêng rõ thái ra bỏ dường nâng chỉ thô là xâm khăn chỉ thô là xâm khăn xâm rạp chỉ vật ở chàng thái ra bỏ bỏ đi sạp dường trong ó miền nâng khăn á cồn chào bong và ôn ô bật thâm đại miền phạm lời cạn châm dưỡng mình xma nâng dường miền mê tà chật nông khá luôn ấy miền mệt ta chật nòng lúa nó lưng hằng tì kì ai bị chai buồn tràn tràn ô bật tham mấy ca rô nâu sruôi sruôi nó ngờ mình xa miền mê ta thế miền mê ta bao cầm đất cứ miền sẽ đầy sọc tràn á thế miền sẽ đầy sọc tràn á cả ma quân cha mẹ chưa thật ca tục tô mà nó nó ngay xa khóa mê ta đâu là miền mê ta tớ chạy buồn nâng miên của bán khoác hạt khoác của bán pro miên chết ảnh nạch miên từ miên cùng nạch ấy được biệt biên nâng nạch nạ pro khôn bột bò đi sạp ấy tầm ó sất tơ chia bột bò đi sạp chìa mà nô chìa sạp để cú ở ảnh nạch cú ở rọt ảm miên từ ảnh tàu chất chìa mùi nâng nạch nạ thì nế nâng cư mê tá chui chị ủng bạc ra nói chị vết rụt nấu và có đau sập hiệp trực chết sọc ngọc nông chị vết để chạm thay đồ bảo dưỡng nói xa con này chết đi mê tà nâng là mong chăm chùm ra hơn mong chăm áo tràn tràn tư nông chị vết đồ bảo dưỡng nâng cầm áo chào mê tà dù bê nói lớp mê tà nâng bảo đạc nông chất liên liên nông tê nâng tài mà đòn tờ nông tê nâng